Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta làm một cái máy test các cái loại LED. Thì LED thì chúng ta biết rồi, có bóng thì nó sẽ sáng ở 2,5V, có bóng sáng 3V, có bóng sáng 5V, rồi 12V, 9V vân vân, nó có rất nhiều loại LED. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta làm một cái máy test khá đơn giản thôi. Thì thứ nhất là các bạn chuẩn bị cho mình một viên pin. Thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình một cái mạch bút và sạc pin. Thì mạch này trên Shopee nó bán rất là nhiều các bạn. Nó vừa có chức năng là sạc và bảo vệ pin, tức là sạc ngắt đầy nó tự ngắt. Thứ hai nữa là nó có thể bút điện áp từ pin này là 3,7V lên cho tới 28V. Rồi. Cái thứ ba nữa là các bạn sử dụng cho mình một cái đồng hồ đo volt DC. Loại này là loại 3 dây nha các bạn. Còn nếu như các bạn mua loại 2 dây, thực tế cái này là loại 2 dây mình mod lại nè các bạn. Thì các bạn khi mà các bạn mua cái đồng hồ này loại 2 dây á, thì ở hai cái chân bên đây nè, cái chân bên đây là nó hàng chung lại nè các bạn, và nó hàng một dây đỏ thôi. Thì về các bạn chỉ cần xả cái chân này ra, vì hai chân nó hàng chung thì các bạn xả ra, các bạn hàng thêm một cái dây bên đây. Đây, mình hàng thêm cái dây bên đây là dây vàng là đo. Như vậy thì dây đen và dây đỏ là hai dây cấp nguồn để nuôi cho cái mạch, còn dây vàng là để đo pin rồi các bạn. Đó. Thì lúc đầu của nó là nó hàng chung, thì mình về mình xả cái nối chân chung này ra, mình sẽ hàng thêm một dây vào đây. Thì các bạn sẽ được cái đồng hồ 3 dây. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình con điện trở khoảng 2,2 kg, thực tế con 1 kg cũng được nữa các bạn. 1 kg hay 2,2 kg gì đều được. Thì 2,2 kg thì nó sẽ có khoanh màu là đỏ đỏ đỏ. Còn nếu 1 kg thì nó sẽ là nâu đen đỏ. Nâu đen đỏ là 1 kg. Như vậy từ 1 kg tới 2,2 kg đều được các bạn. Rồi thì đơn giản vậy thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp. Và chúng ta có thể chuẩn bị thêm một cái công tắc để chúng ta tắt mở pin nha các bạn. Chứ để mà cái pin này mà nó nuôi mạch hoài thì nó sẽ nhanh hết pin của mình. Đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị và mình lắp. Thì trước hết là mình sẽ lắp cái đèn này. Lắp cái đèn này thì mình sẽ khoét cái lỗ ở trên này và mình gắn cái đèn này vô đây để mình đo điện áp xem nó ra là bao nhiêu volt, hoặc là các bạn để bên ngoài cũng được, các bạn tùy các bạn ha. Thì các bạn bố trí sao cho nó đẹp thì thôi. Thì bây giờ mình sẽ khoét cái lỗ và mình gắn cái đèn này vô đây trước. Rồi thì sau khi mình khoét được thì cái lỗ nó như thế này đấy các bạn. Sẵn đây mình khoét luôn một cái lỗ bên đây để mình lắp cái công tắc cho đây luôn các bạn. Đó. Mình cũng không được khéo tay lắm cho nên lắp nó không được đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái đèn này, cái led này vào trong này để cho nó hiển thị, nó báo cái điện áp đầy. Thì các bạn lắp sao cho nó khít là được. Mình lấy keo nến mình dán các bạn, nhưng mà mình sẽ lắp cho nó tục xuống như thế này các bạn. Thì mình sẽ để ở đây, để đè bằng cái mặt này, mình lấy keo nến mình dán đó. Rồi mình lắp thêm một cái chui tròn 2,5 ly này để mình sạc cho cái pin luôn nha các bạn. Đây mình lắp vô đây. Sau đó mình siết ốc lại và mình lắp cái pin vào để mình sạc cho nó. Thì lát mình sẽ vẽ lại cái sơ đồ mạch sau ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn và lắp nó hết vào đây. Thì thực tế cái này nó dễ thôi các bạn, nó không có khó gì đâu. Trên cái mạch này các bạn sẽ nhìn thấy nè. Đây. Ở đây là hai cái chân in cộng in trừ, tức là hai cái chân này mình sẽ nối nguồn để mình sạc này nha các bạn. In cộng in trừ để sạc nè, hoặc là ở đây nó có cái chỗ để chúng ta hàn cái cổng USB vào nè. Nhưng mà ở đây mình không có thì mình sẽ hàn trực tiếp hai cái cổng in trừ này để mình sạc. Cái bét cộng bét trừ này tức là mình nối vô cái nguồn pin đó các bạn, cái cục pin á. Này là đầu âm của cục pin, đầu dương của cục pin. Và ở đây nó sẽ có hai cái đường VOUT nè các bạn, VOUT trừ và VOUT cộng là hai cái đường ra. Đó, đường điện áp ra. Và ở đây là cái biến trở để chúng ta chỉnh điện áp đầu ra. Thì maximum của con này ra được là 28V các bạn, với điện áp đầu vào là 3,7V. Thì bây giờ mình sẽ hàn hai cái chân sạc nè, hai chân sạc là in cộng in trừ nè, và hai cái chân bét nè, rồi hai chân đầu ra nè. Đó.
Thì bây giờ mình hàn vô cục pin trước, mình sẽ lấy hai dây để mình hàn dây dương âm của cục pin. Vì ở trên cái mạch sạc này nó sẽ có hai cái đèn báo khi nào sạc đầy và đang sạc nè các bạn, hai cái led nhỏ này nè. Và ở trên cái nguồn này mình thấy nó cũng có một cái mắt để ấy là trong cái hộp này nè các bạn, cho nên mình sẽ để cái vị trí của cái mạch này nó nằm ngay đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dán nó xuống đây, mình sẽ tiến hành hàn dây. Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp ví dụ như cục pin nằm đây. Đây, cục pin gồm có đầu âm, đầu dương. Bây giờ mình sẽ hàn vô hai cái chân bét âm và bét dương đó các bạn. Rồi. Thì đầu tiên chân pin dương này các bạn, đầu dương của pin nè, các bạn nối qua cái công tắc này ha. Đây, nối qua công tắc. Đầu ra của công tắc các bạn nối vô chân dương của cái mạch này. Dương mạch này. Rồi. Đầu âm của pin thì nối vô đầu âm của mạch này. Như vậy thì đầu tiên chúng ta bật công tắc lên thì cái nguồn này đầu tiên nó có điện rồi các bạn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi hàn cái dây sạc và dây đầu ra các bạn nhé. Hàn dây sạc. Thì dây sạc thì mình chỉ cần hàn vô hai cái chân in cộng in trừ thôi các bạn, in cộng in trừ thôi, còn hai dây đầu ra nè. Bây giờ mình sẽ đo điện áp đầu ra trước xem nó bao nhiêu nha. Đây nó là hai cái chân ao cộng ao trừ nè các bạn. Rồi. Đang là 28V nè các bạn. Bây giờ mình tắt thử nè. Rồi. Như vậy thì điện áp đầu ra nó đã có nha các bạn. Thì công tắc các bạn nhớ là khi mình tắt qua pin như vậy á, thì khi sạc mình cũng phải mở công tắc lên mình mới sạc nha các bạn. Nhưng nó có một cái ưu điểm đó là khi các bạn để thì nó không có hết pin, nó rất là lâu hết pin. Còn khi các bạn để câu trực tiếp cái đầu dương này vào trong mạch luôn và nó cho ra, mình sẽ tắt ở cái đường ra, thì cái mạch này do nó có tính năng tự boost cho nên nó sẽ hao điện, nó sẽ hao điện, tức là nó làm cạn pin của mình không hay. À, và mình đã từng sử dụng cái mạch này, mình không làm cái công tắc thì nó sẽ xả cạn pin và chết pin cái này. Cho nên mình lưu ý các bạn là các bạn đấu cái này qua thì chịu cực khi sạc. Khi sạc á, thì các bạn nhớ mở công tắc thì các bạn hãy sạc. Rồi. Bây giờ đối với cái dây đồng hồ thì đầu tiên là các bạn cắp dây đen của cái đồng hồ vào dây âm chung của pin nè, tức là vào dây âm nè các bạn. Để mình nuôi á, mình lấy cái điện pin để mình nuôi cho cái đồng hồ. Dây đỏ của đồng hồ tức là dây nguồn nuôi thì mình cũng sẽ cắp vào bên dây dương của cái mạch này luôn. Có nghĩa là khi nào các bạn bật công tắc lên thì cái đồng hồ này nó mới có điện. Đây, ví dụ như mình bật công tắc lên nè thì bắt đầu nó có điện nè. Nhưng mà cái dây vàng mình chưa câu cho nên nó chưa đo, nó báo là không không. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ câu ở cái đường ra nè các bạn. Thì ở cái đường ra các bạn sử dụng hai cái que đo. Thì đây mình sử dụng hai cái que đo. Thì dây âm là dây đen thì mình sẽ câu ở đường ao ra là V trừ, ao trừ đó các bạn, ao trừ nè. Mình hàn vô đường ao trừ. Rồi, riêng ở cái đường bên dây dương này ra các bạn thì các bạn đấu cho mình một con điện trở khoảng từ 1 kg cho tới 2,2 kg, các bạn sử dụng loại nào cũng được. Bây giờ mình lấy con điện trở 1 kg nha. Thì con điện trở 1 kg nó sẽ có khoanh màu là nâu đen đỏ nha các bạn, nâu đen đỏ. Thì một đầu các bạn sẽ hàn vô ngay chỗ cái chân dương ao nè các bạn, V ao á, V ao mà bên dương á. Rồi. Ở cái đầu con trở bên này
Đây, ở cái đầu bên đây thì các bạn sẽ hàn cái dây ao này ra nè. Và đồng thời các bạn hàn luôn cả cái dây đo điện của cái đồng hồ vào đây luôn. Vào bên cái chân ao này ra luôn. Sau đó mình sẽ kết hợp lại và mình đổ keo cho nó cố định lại nha các bạn. Rồi, đó như thế này đây các bạn. Đó, đường ao ra thì các bạn đấu qua con điện trở rồi ha. Rồi cái dây đỏ này là các bạn đo ra, đưa ra cái kim để mình dò nè. Và cái dây đo của đồng hồ thì các bạn đấu nhớ cũng nằm bên ngay chỗ cái kim luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp gọn nó vào đây. Cái dây đo kia hồi nãy nó hơi cứng cho nên mình đổi thành cái dây đo của cái dây silicon này cho nó mềm các bạn. Rồi thì bây giờ mình hàn cái đường sạc luôn ha. Hàn đường sạc vô đây rồi. Bây giờ mình sẽ lắp bộ này lại và chúng ta sẽ tiến hành test thử. Rồi, như vậy thì bộ hoàn thiện của chúng ta nó sẽ là như thế này đây các bạn. Bây giờ mình bật lên thử nè. Đó, như vậy thì áp ở cái đầu ra hiện giờ tối đa là 27,4V. Bây giờ mình sẽ lấy một vài cái led mình thử cho các bạn xem nhé. Rồi, trước hết là mình sẽ thử với cái bóng led nhỏ này. Bóng này, để các bạn theo dõi cái đồng hồ nha. Đấy, chết. Đây, ví dụ như mình cái con led này mình kẹp vô nè. Đó. Thì led này nó sáng ở mức 2V mấy nè các bạn. Rồi. Ví dụ như con led này. Đó. 2V. Rồi bây giờ mình sẽ thử ví dụ như trên cái led này là đây là cái led thanh của cái thanh led của cái mấy cái màn hình LCD, màn hình LED đó các bạn. Đây, ví dụ mình thử nè. Đó, một LED này nó sát ở 2V8 nè các bạn, hai con 5V5 nè. Mình có thể thử ở 5 6 con lượt luôn nè các bạn, đó. Đó, mình đo một lượt luôn để mình thử luôn nè. Đó. Kể cả con LED ví dụ như con này là 12V nè, 12V thì mình vẫn thử được luôn các bạn. Đây. Rồi, ví dụ như chúng ta thường hay sửa mấy cái bóng led, chúng ta sẽ kiểm tra xem bóng nào còn, bóng nào đứt thì chúng ta đo bằng đồng hồ kia cũng được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có cái mạch này chúng ta đo, chúng ta thử, đó. Thì các bạn thấy nó sáng nè. Đó, ví dụ như con led này là nó sáng ở mức 6V là nghe các bạn, 5V mấy. Đó. Đó. Như vậy chúng ta có thể dùng cái mạch này chúng ta sẽ kiểm tra đo được tất cả các loại led một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là nó cũng rất là ít hao pin các bạn. Tại vì mình sử dụng công tắc này mình tắt ngay cái đầu pin luôn cho nên nó rất là ít hao pin. Rồi với video này thì hy vọng các bạn sẽ có được cho mình một cái bộ để chúng ta test led rất dễ dàng và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì cái sơ đồ mình vẽ sơ đồ khối như thế này các bạn. Đầu tiên là cục pin 3/7 nè các bạn. Pin 3/7 các bạn đầu dương các bạn đấu qua công tắc. Sau đó các bạn cho vào cái chỗ bét á. Cái này là ký hiệu trên cái mạch là chữ bét nè. Tức là ắc quy các bạn, battery á. Rồi đầu âm thì các bạn cho trực tiếp vào đầu âm chung ở đây. Ở đây mình có một cái đồng hồ đo 3 chân. Thì cái đồng hồ đo 3 chân thì nó gồm có một chân âm, một chân dương là hai chân nguồn. Và chân này là chân để đo, chân dây vàng các bạn, thường là cái dây vàng là dây đo. Thì đường âm đường dương này các bạn sẽ đấu trực tiếp vào ngay chỗ hai cái chân bét nè các bạn. Đường âm thì mình đấu chung vô đây, đường dương thì cũng hàng vô chân bét này. Dây đo thì các bạn hàng vòng lên đây. Thì ở cái đường ao ra này, đường áp ra này khoảng 27V mấy, 28V thì các bạn cho qua một con điện trở 1kg, cho qua con điện trở 1kg. Sau đó các bạn đấu cái dây ra que đo luôn nè. Và cái dây của cái đồng hồ đo các bạn cũng đấu qua ở cái đầu ngay chỗ này nha. Ở trên mạch sạc nó còn hai cái đường nữa, đó là hai cái đường dây sạc đó các bạn, đó là đường in đó các bạn, thì mình sẽ đấu vô cái trạm để sạc thôi. Cái này thì bình thường. Như vậy thì chỉ có cái sơ đồ đơn giản như thế này thôi các bạn, mình chỉ cần một mạch với một cái module đo thôi mình đã làm được cái đồng hồ này rồi.
Bye.